trộm người tao. Ăn trộm con người ta, ăn trộm. Ăn trộm mày. Ăn trộm. Ăn trộm. Ăn trộm. Em. Ờ, xin lỗi hai người. Đây là tiệm bán giày chứ không phải là phòng trọ. Tại sao hai người thể hiện tình cảm mà thái quá như vậy? Thiếu điều muốn thái quá cuộc sống luôn à. Muốn làm gì mà ôm chung ta nói nghe không? Con tử ôm ăn. Đã nói rồi. Tôi tưởng ăn trộm. Ăn trộm dài rồi. Mất tiêu rồi. Dạ xin được chào công tử. Xin được chào công có vẻ tử ạ. Con này nói cái gì vậy? Công có vẻ tử là công gì? Dạ xin chào. Hai người cần gì ở đây ạ? Ở đây bán giày hả? Dạ bán giày. Nãy có thằng nào đem hai đôi giày ra đây bán không? Dạ không ạ. Dạ nãy giờ là có một mình tôi ở đây thôi ạ. Có đôi giày của tôi trong này không? Dạ đôi giày công tử là loại nào ạ? Dạ chưa mở hàng. Chưa mở hàng. Đôi giày của tôi mất rồi. Ăn trộm nó lấy rồi. Cô có mua đôi giày của tôi không? Ủa? Mất đôi giày hả? Sao kỳ vậy ta? Đôi giày mang trong chân mà tại sao lại mất được? Làm sao lại mất? Tại sao lại vô ý vô tướng như vậy? Tại sao lại mất nết vậy mà để mất giày ạ? Vậy tôi nói cô nghe chuyện nói vậy cô đừng hiểu lầm. Tôi đi xem người ta làm lễ thi công cái tàu điện ngầm. À, rồi... ở phía ngoài đây phải không ạ? Đúng rồi. Này nè. Dạ. Rồi bị mất giày ạ? Chưa mất, lúc này mới mất nè. Tôi mới ghé chùa tôi đốt nhang Phật. Tôi vừa đốt nhang cái tôi khum xuống cái tôi quay qua thấy mất đôi giày của tôi chạy theo không kịp luôn. À tôi hiểu rồi, tức là vào chùa rồi tháo đôi giày mình ra để bước vào chùa thắp nhang đúng đó. Không ạ? À? Trời tôi đã nói rồi, bây giờ thời buổi này không biết đâu là người xấu, không biết đâu là người gian. Nên mình muốn đi chùa thì mình mang đôi dép rách đi, đôi dép gần đất rồi. Mình đem vô chùa, mình tới cổng chùa, mình bỏ đôi dép ra, mình bước vô chùa, mình thắp nhang cho Phật. Rồi khi mình bước ra, cái mình mang đôi dép đẹp của người khác mình đi về, như vậy là lợi quá rồi. Ủa tôi nói lộn, mang đôi dép của mình đi về là không có bị mất gì hết. Dạ. Ý nói là cũng như dài đâu người đó. Mà mốt mình có lại mình cũng máng cái đôi dài vô cần cổ luôn. Máng cần cổ hả? Là lại. Ông có điên không? Chứ sao? Dài nó lòng thòng vậy à, sao khấn được? Vậy sao? Mà chắc ăn nó không có mất. Bởi vậy bây giờ mới đi kiếm khổ nè. Bây giờ ông cứ mua tôi đôi dài khác đi. Hoặc là đôi dép cỏ dép lào gì cũng được. Mua đạn đôi tôi mang về cho để về nhục lắm. Dạ dạ. Bây giờ hai công tử muốn mua dài nào ạ? Ở đây có rất nhiều loại dài đẹp. Bây giờ mua đi tôi bán rẻ cho. Trước khi mà má tôi về là má tôi bán mắt lắm á. Vậy hả? Ủa hai cái con gì vậy? Dạ má tôi và em của tôi ạ. Dạ thưa má, thưa con em nói về. Sao con nói lại coi. Có đứa làm sao? Có đứa nó làm sao? Nó dẫn trai về nhà đó má. Dạ không phải đâu, đây là hai người khách mua giày của mình chứ không phải là trai đâu ạ. Không phải đâu, ở đây không phải là ấy đâu. Đây là đàn ông chứ đâu phải là trai. Ôi vậy làm sao vậy? Vậy trời ơi, vậy mà trai gì? Mày nhìn trai riết mày thèm quá rồi. Thằng nào cũng như thằng đó lẫn lộn vậy con. Má, sao mày nói con vậy? Vậy nói ai giờ thì mày vậy nói vậy chứ nói sao? Tới đây làm gì? Không nghe chị con nói sao? Mua giày. Vô đây mua giày. Mua giày hả? Dạ đúng rồi. Dạ, em xin mạn phép. Dạ, em sàng qua em xê lại em xích lên em nhúng xuống mấy thì dạ em chào má. Con má qua đây má. Má em hả? Dạ, dạ má em. Còn tội nghiệp em quá ha. Dạ thưa công tử. Em về mà má vậy. Dạ thưa công tử. Dạ. Công tử ơi, công tử muốn mua hài phải không? Đủ size hết. Ở đây không phải bán giày cho người mà còn bán giày cho thú. Dạ đúng rồi anh. Đúng rồi má em nói vậy, ý nói là ở đây voi hay là chân thỏ gì cũng có trơn á. Đừng voi, chó, mèo, bò cạp, ỉn ương, thậm chí con gián cũng có sao. Đủ loại cho nên không sợ không vừa. Mời công tử vào xem hỏi. Mua đi anh, ngọt lòng khách đến mà đắng lòng khách đi đó, cứ mua đi thoải mái. Đắng lòng gì mà đắng lòng? Con nói gì không được hả má? Nói gì sao ta có nói? Con biết rồi. Con biết. Khổ quá. Nhỏ vậy nói là xong suy nghĩ gì hết trơn á. Dạ hai mẹ con nói chuyện như chim. Dạ đúng rồi, suốt ngày ở trên cao không à, ở trên cây hái trái chơi xuống chứ không có ở thế này. Dạ con nhỏ này với này coi dài tay. Dạ tôi không mua đâu, thôi đi về thôi. Dạ, mấy chứ không sao đâu, có gì đâu, nhìn cái mặt công tử là biết công tử sợ nguy hiểm phải
không? Sợ mang thai này nguy hiểm đúng không? Yên tâm đi, không có nguy hiểm gì hết. Vô mua đại đi rồi mình ngàn năm mới có một. Đây nè, hãng giá 50%. Ngàn năm mới có một, khi nào ế mới xèo. Vậy mua đại đi. Mua đại đi về đi, đứng đây không chóng mặt dạ, quá. Dạ, hai công tử muốn chọn đứa hai nào ạ? À? Công tử lựa đi. Đôi nào cũng được, miễn mang vừa là được rồi. Đôi đó được đó. Dạ, đôi dài này dung dị nè. Dạ, công tử ơi, lộn chân rồi ạ. À. Má, sao không bực con này quá má? Nói chuyện với người ta thì cứ nói bình thường đi. Cái gì mà ngọt ngào quá vậy? Mua được thì mua, không mua được thì thôi. Mắc gì đâu phải ngọt ngào đúng không má? Tôi chóng mặt quá cô ơi. Cô làm ơn nói nhỏ chút giùm tôi. Ngộ ghê vậy à? Con thiệt tình à? Con thấy chị con bán dài không? Đó, nguyên đôi. Thấy không? Chị bán giỏi ơi là giỏi vậy đó hà. Dạ, cảm ơn má. Đâu có gì đâu mà cảm ơn, mẹ con mà cảm ơn. Được không? Mang đã má. Tôi có tiền không? Đưa tiền ra mới biết có tiền không mà bán chứ. Mang sớm chi rồi trả đây. Đừng có suy nghĩ mà đánh giá người ta thấy không tiền. Bên ngoài không tiền như là xài vàng không hà? Trời, vàng không đó. Vàng không, nhìn là biết rồi. Rồi nè, lấy hai đôi này đi. Rồi, bao bỏ bịch đi. Biết rồi. Cho nó vô bịch xốp đi. Ủa không mang hả? Mang đi kiểm lại coi. Bộ mua đi dài thờ hả? Dài đi coi có mang chưa. Chưa. Khoan nha. Trời ơi, đây mà có mang tôi cũng lấy đồ tẩy tôi tẩy hết rồi. Không mang hả? Không mang. Mang lấy hai đôi đó. Dạ rồi. Vàng đâu? Vàng đó. Coi vàng tiền ông giữ mà ông hỏi tôi không? Tiền ông giữ mà hỏi người ta đó. Đó. Ông giữ mà. Má thấy ông chưa má? Làm gì có tiền mà mua giày của gia đình mình. Trời ơi, tới quỷ rồi chứ có mua cái gì đâu. Tại sao má lại đối xử như vậy? Đừng có bán cho người ta nữa má ơi. Để về đây. Con tôi tội nghiệp bị mất cắt amidan. Tội nghiệp nó bị cái gì vậy? Cắt amidan. Cắt amidan mà nó lấy cái cây gì thọc vô họng rồi nó trôi luôn cái cuốn gỗ. Thì nhiều cây lắm. Nhiều cây lắm mà cái này nó vắt cái kia vắt cái nọ. Bây giờ nó đan với nhau như một tấm lưới. Bây giờ tiền vàng đâu? Ông trả tiền người ta cho lẽ mình đi về. Bây giờ tiền vàng không có đem theo, mất luôn hồi nãy rồi. Tiền vàng đâu? Thôi mang đỡ đi, mang đỡ đi. Tàn gì ơi, tiền vàng đâu? Cô cho tôi hỏi cô tên gì vậy? Dạ, tôi tên là Tâm ạ. Em tên là Cam nè anh, em là Cam nè. Ai hỏi? Đâu ai hỏi đâu. Anh không hỏi em vẫn trả cho đủ gia đình. Em mẹ của Cam Tâm. Em tên là Không. Không Cam Tâm. Cái thằng nào không trả tiền khi lấy về? Ai làm chuyện đó? Người ta có tiền người ta mua chứ. Làm người ai làm thế? Thôi không có tiền bây giờ đi về đi ông ơi. Về đi anh, chứ không về biết sao giờ với gia đình này lộn xộn nghe nè. Để tôi bạn này cái đi. À, cô cho tôi hỏi ý chút xíu nha. Dạ, tại vì cái hai đôi giày này cái giá nó cũng không phải là rẻ. Dạ. Cho nên để tính giàu lắm mà xài bằng vàng không mà rẻ dạ. Mắt chỉ đâu. Dạ dạ cái đó mua dạ. Hỏi không, xong không, chưa không có nói với nhau xong chưa? Chưa đang hỏi bàn đi dạ, nói xong chưa đó. Thì bắt đầu là ở triều đình á thấy mình đi chân không về kỳ lắm. Làm sao phải mua nhưng mà không có tiền đây làm sao đây? Không có tiền chú mà... biểu ông đem tiền ông mua anh đem. Dạ không sao, tôi bán thiếu cho hai công tử nha. Vậy hả? Dạ, má ơi, mình bán thiếu cho họ nha má. Tại vì á họ tội nghiệp lắm, đi đường xa xôi như vậy mà đi chân trần, rồi rủi mà đạp một cây đinh nhỏ xíu, rồi bị phong đòn gánh như vậy á thì tội nghiệp họ lắm má à. Không sao đâu, hai công chị tử Tam. Của em. Hả? Chị nói chuyện có duyên quá chị Tam. Sao em Cam? Mình lấy đồ mình trả tiền đàng hoàng mà sao chị bán thiếu vậy hả chị Tam? Em không Cam Tam chút nào hết chị Tam ơi. Em Cam ít nói lại để giọng qua Phương Thanh nha. Nhỏ này mà qua năm sau nó nói được nữa tụi con không? Sao vậy không? Giọng nó là thua rồi. Không, khi mà bể giọng là nó sẽ ngon hơn. Yên tâm này ta mới chưa có dưỡng bệnh. Trời ơi con ơi. Dạ má. Sao mà con vừa hiền, con vừa xinh đẹp mà cái lòng nhơn, đức nhơn hậu của con nó quá trời quá đất nghe. Má dùng tiền mặt má mua. Bây giờ con bán thiếu người ta mà không biết nhà cửa người ta đâu. Không biết cái quân nào đi từ trâu dạc phương trời nào tới. Con ơi. Dạ. Con sống sao á mà ba má con á lúc đó là coi như đai cùng lúc. Chết mất tiêu vậy đó. Không có coi như là đi mà không hẹn ngày về. Rồi một mình má nè, má cực khổ má nuôi con nên người. Bây giờ tự nhiên con lấy của trong nhà cái con bác thiếu cho người ta. Con nhân đức, con nhân hậu quá vậy con.
Dạ má ơi, con nghĩ là hai công tử này rất là đàng hoàng, cho nên là mình có thể tin tưởng họ. Ở đời là giữ chữ tín là quan trọng nhất má à. Vậy đó hả, giữ chữ tín là quan trọng cô, hả? Dạ. Thật sự là cô quá hiền hậu. Dạ cảm ơn công tử ạ. Mà tôi tội cho cô là sống trong gia đình không ra gì. Đúng rồi. Má, má, má nghe người ta nói không má? Người ta nói mình không có ra gì kìa má ơi. Tức quá mà bây giờ đốt con Long đuổi đi đi trời ơi. Em đốt chợ đi em ca. Má sẽ đốt cho con nhảy từ từ. Mai mốt có rảnh về thì kéo Quân về đây tôi đốt nhà này chơi. Ông công tử đừng nói như vậy mà. À quên quên xin lỗi công tử. Công tử, nãy công tử nói thì sao? Bên kia nhân hậu hiền lành, bên đây ác đức quá phải không? Vậy tạm thời Cam đem hai đôi giày này trở về chỗ cũ. Hai người chịu khó đi nha. Đi dò không về đi nha. Giày mà người bán, còn cái người thì không bán là sao? Đây là tiệm giày của cô Tâm. Đó cô Tâm mà làm sao mà có ý kiến này ý kiến nọ là sao vậy? Dạ không phải đâu, dạ công tử hiểu lầm rồi ạ. Tôi chỉ là người phụ má tôi thôi. Vậy chứ hả? Thật ra tiệm giày này là của má tôi ạ. Thôi vốn liếng là của tôi rồi. Vậy cảm ơn, phải vậy thông qua tôi. Vậy mình về công tử. Nhân đức hay không là do tôi. Mình về phải chịu. Cảm ơn cô, có cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ, tôi sẽ gặp lại cô. Thôi bây giờ đây là đôi hài của tôi nè, tôi đang mang nè. Bây giờ không ấy công tử chịu khó mang đỡ trời đi. Rồi cảm động quá, đừng làm vậy, cảm động quá. Chứ bây giờ đường xá xa xôi như vậy á mà đi lỡ đạp rất là cái gì, nguy hiểm. Đúng không? Bây giờ công tử mang đỡ hài của tôi đi, tôi mang chân không cũng không sao đâu. Cái này với lòng tốt nè công tử. Ghi nhận những cái này công tử à. Dạ. Mặt cô đẹp, tấm lòng cô tốt. Dạ. Tôi nhận tấm lòng này, nhưng mà cô cho tôi xin số điện thoại đi. Có gì tôi điện. Đúng tôi nói rồi. Chuyện tôi trả ơn phải cho cô. Xin số điện thoại đi ba đứa rảnh rảnh điện với nhau hỏi có hai cái chân ba cái chân này nó có nứt chưa. Cô à, nghĩ không sao nào vậy, đem vô. Không ăn thì thôi chứ bắt gì cho người ta. Giày ăn cơm mà chứ ăn cái gì đâu mà còn vậy trời. Đây là giày của tôi bỏ tiền ra mua cho con tôi. Nó có quyền nói nhưng mà tôi cũng có quyền không cho bị gì. Tiền là tiền của tôi. Má ơi, đôi hài còn này con là tốt quá thì má đi bộ chung với hai này đi, khỏi mang dài nữa. Nhưng mà má cho con rồi mà thì bây giờ con cho con, nhưng mà quyền của má, cho nên má muốn lấy lại lúc nào má lấy. Cho con chứ phải kêu con cho người khác. Má có hứa cái vụ đó chưa? Thôi đi về ông. Đi đi ông. Có chụp hình kỷ niệm lại không? Đúng chụp hình cô này để mình ghi ơn. Đúng rồi. Sau này mình đền ơn đáp nghĩa. Ông lấy máy chụp hình ra chụp. Chụp thì chụp mà chụp làm lại ơn kỷ niệm tránh đi. Mấy chiếc hài của tôi ra. Tôi không muốn quảng cáo. Đây là số điện thoại của tôi đó. Khi nào mà có tiền chụp trả hình. Chụp em đi. Máy đâu? Không cần máy. Máy bây giờ sao? Nó mờ lắm. Chụp công nghệ. Nhìn thẳng vào ánh mắt cô ta. Rồi. Bốn mắt nhìn nhau. Le cái lưỡi ra cho nó tin. Thôi chụp gì kỳ vậy? Vậy là bên hai người cứ nhìn nhau đi. Rồi. Ánh mắt trìu mến. Rồi. Đó. Trầm tư với nhau và suy nghĩ với nhau. Gửi gì cho nhau. Tôi sẽ bấm một cái chớp một cái là dính nha. Chớp đi. Đó. Hình ảnh cô ta lúc nào cũng hiện trong đầu của công tử. Trời vậy không? Đó. Ơi. Không bao giờ quên được. Mà cô này cũng không bao giờ quên được công tử. Được rồi, quá. Tôi sẽ hẹn gặp lại nàng ngày đây nhất. Anh chớp em đi anh. Chớp bài cho banh mạng hả? Trời công tử, mình về đi. Con nghĩ thì sao mà nó chụp hình. Trời ơi, nó giống như trị bệnh thời ngày xưa á. Nhớ nha. Nó chọt chứ nó chụp cái gì. Khoan, để tôi chớp cái hai cái gương mặt này cái. Để tôi nhớ lại trong đầu sau này tôi đền ơn đáp quán. Rồi, tôi thấy cặp này rồi. Khi nào mà có điều kiện thì công tử gọi điện thoại cho tôi nha. Được, gọi điện thoại chứ đừng nhá máy nha. Đừng nhá máy nha. Yên tâm, tôi có tiền mà. Dạ, tạm biệt hai công tử. Hẹn ngày tái ngộ. Tạm biệt. Đi. Ông ơi, tôi về không cam tâm đâu. Tại sao? Bây giờ tôi thấy nàng tôi đi không nổi nữa rồi. Nàng đẹp mà nàng hiền hậu như vậy. Đúng. Ta thật sự là ông hẹn giùm tôi đi. Ta muốn dắt nàng đi dạo chơi vòng chợ ngay bây giờ. Được luôn hả? Đi đi. Ý của công tử tôi, nếu cô nương có rảnh rỗi, xin mời cô nương đến cung đình đi dạo vườn thượng quyển. Cung đình hả? Không, tụi tôi nghèo hèn làm gì ở trong cung đình cung điện này nọ. Chúng tôi ở cung văn hóa thiếu nhi. Cho nên có rảnh thì một chút gặp công tử tôi có được hay không ạ? Tôi còn phải
bận bán giày á, cho nên là tôi không hứa là có được gặp bận. Không ạ. Nhưng mà tranh thủ một chút thôi được không? Vậy để tôi xin chút má không? Tôi đã. Khỏi xin, cái người mẹ vậy xin làm gì uổng công trình. Có duyên gặp lại. Công tử. Hả? Bà làm gì vậy không? Tụi tôi không làm gì hết đâu. Công tử không được đi ra khỏi bà... chỗ này. Nếu không em cắn lưỡi em chết liền, hai đứa con em sẽ chôn đó. Má. Má làm gì vậy má? Hai công tử, em nói giỡn vậy thôi, thử lòng hai công tử vậy thôi. Dung chứ thật ra là không ngờ hai công tử tốt thiệt, mà con em cũng tốt thiệt. Thôi bây giờ vậy, trời ơi, hai công tử giàu có quý phái mà ai đi vậy, đúng không? Thôi thì mình chơi cho nó tới, cho nó lạ. Em sẽ cho công tử mướn một chiếc hài được không? Nên được không, được không? Trời ơi má ơi, người ta không có tiền mà má đưa giày làm gì con... Mình đuổi người ta đi rồi để nó đi luôn đi. Con rất như là cái giọng của con vậy, không có suy nghĩ. Lật lọng lắm. Vì sao mà má là má của con? Không có tin là tại vì sao? Là tại vì má là má của con. Mà má là má của con thì xứng cái suy nghĩ thì má cũng phải là má của con. Má má nói gì con không hiểu vậy trơn vậy? Làm sao con hiểu được? Là tại sao? Tại vì con là con, đơn giản má là má, má là má của con. Từ từ má nói con mới hiểu, má chưa nói mà. Con yên tâm đi, theo cái nhãn quan của má thì hai cái thằng này nó giàu chứ không phải nó nghèo đâu. Hồi nãy đó nó có lòe ra một chữ cung đình. Cung đình nghe con, nó mới sửa lại cung văn quá là cái thằng lùng kia. Bởi người ta nói là đi với một mặc áo cà sa, nhưng đi với hai thằng lùng này má phải tính thâm sâu hơn. Má cho nó mướn một chiếc là để chi? Để nó có cơ hội quay lại một lần nữa. Và lúc đó một chiếc hài thôi mà má tính tiền bằng cả nguyên một cái tiệm hài của mình. Còn thấy má thập đèn. Ghê quá. Vô cùng tiếp, má lấy giày cho nó đi con. Dạ. Anh, chờ em chú anh vô lấy giày cho nha anh. Thôi chưa. Chờ em nha anh. Con em là vậy đó. Vậy tâm, nó lấy giày cho em. Tôn trọng khách. Dạ. Dạ đây à, đây. Một chiếc thôi. Mang đi công tử. Mang đi. Dạ. Mang yên đi. Tâm đi. Chiếc sao tôi mang được? Trời ơi, như vậy đó là mình, tại vì mình đã là hàng độc rồi. Công tử mang chiếc kia, cái chiếc bên đây khi nào mà nó dơ, nó thối quá cái đổi qua bên đây. Được rồi. Đổi qua bên đây, cái chiếc này khi nào nó hôi cái đổi qua bên đây. Có còn hơn không? Có còn hơn không? Mình cứ giữ chiếc dài này để mình làm tin. Được. Tôi hiểu. Dạ thưa công tử, cảm ơn thấy cô. Đây là cảm ý rất là hay cô. À tại vì mình cứ mang một chiếc đi, cái chân này á mình đi rồi lỡ mà có ăn trộm á mình đuổi theo không kịp thì mình lấy chiếc giày đó mình chọi ăn trộm cũng được à. Trời ơi, con thông minh ý như mẹ vậy đó. Hay quá. Chúng tôi xin cáo biệt. Xin chào con. Như gì công tử? Như gì công tử? Vụ gì nữa đây? Như gì công tử? Ơi em chỉ xin chút xíu chữ ký và chút xíu đóng màu của công tử được không? Sao khó khăn có chiếc dài mà khó khăn không quá vậy? Không phải, không phải. Tự nhiên nó thấy con người công tử nó toát lên cái cao sang quyền quý, cái tự nhiên cái muốn để lại một cái chút gì kỷ niệm để lưu luyến nhau vậy. Rồi mà giờ gia đình muốn làm gì làm để tụi tôi còn về nữa. Đóng mộc thôi. Lại lẽ cuối tôi không ơi. Rính chữ ký thôi. Ráng về đợi một chút xíu đi. Chữ ký đóng mộc thôi. Chúng tôi đâu có cái gì đâu mà chữ ký và mộc. Lấy cho mẹ cái cam. Cam đi. Anh sợ nó hả? Vì đứng gần em. Tôi đâu có thích mấy cái vụ này. Dạ, đây à. Đây. Mấy vụ này không có thích. Đây à, công tử. Đóng, đóng cho lẹ người đi về nào ông. À. Ơ, trời ơi, cái mọc nó đỏ như môi công tử vậy đó. Thương quá. Rồi. Tin chưa? Vậy là tin rồi phải không? Trời ơi công tử, có cái hộp màu xanh trên đầu chớp chớp. Mình đi về. Cái đó chỉ là đóng trên má cho nó đẹp, cho nó hồng thôi. Vậy chứ phải làm gì? Ông phải ơi. Đóng trên dài cơ. Đi, đóng đại đi ông. Trời ơi, tiệm dài này khó khăn quá. Không phải khó khăn mà người ta muốn rồi. Giữ lại một chút gì kỷ niệm. Được chưa? Nè. Người ta muốn giữ lại kỷ niệm chút gì gặp gỡ. Ôi, không muốn sao? Kỷ niệm với cái tiệm này rồi. Trời ơi. Chỉ có nhớ một người thôi. Chào cô. Dạ. Tôi với bà có hợp. Tôi đâu có thích cái vụ đó. Hai anh về nha. Trời ơi, má không ngờ. Má càng sống con người má càng ác.
đen má càng sống con người má càng đen. Dạ thưa má. Nó dính rồi. Má đi theo con người ta đi đâu cái hả má? Mày rảnh quá à. Chờ chút. Dạ thưa má, tới giờ này cũng gần hết giờ làm việc của con rồi. Con có thể đi ra ngoài chơi một chút được không má? Đi đâu con? Dạ con đi ra ngoài. Con đi chơi hả? Dạ cung văn hóa thiếu nhi chơi một chút à. Có, má có nghe con hẹn hò chứ. Dạ. Nhưng mà con ơi, dạ, con là mang tiếng xinh đẹp, hiền lành dịu dàng, tốt bụng, chịu thương, chịu khó, chịu buôn, chịu bán, chịu tảo, chịu tần. Chỉ có má với nhỏ này là mang tiếng ưa đi ăn chơi rày đây mai đó. Con lỡ mang tiếng thì mang luôn con ha. Dạ. Còn con được tiếng tốt thì con ở lại con coi chừng tiệm hài. Nhớ nha con. Má ơi, má ơi, nhưng mà con đã hết giờ làm việc rồi. Với lại con cũng không còn gì để làm nữa hết cho nên con là... không còn gì nữa hả con? Dạ. Ôi trời ơi, con không còn gì nữa hả? Yên tâm đi con, má sẽ tạo việc cho con làm. Má ơi, đâu có gì nữa đâu tạo má. Có chứ, con vào con xách ra cái bịch đỏ đó ra cho má. Dạ. Đỏ như là cái màu chanh của mày vậy đó. Dạ. Má ơi, con phải làm gì nữa hả má? Trời ơi, con làm việc đơn sơ lắm. Làm việc thường ngày con làm chứ đâu có gì đâu con. Tại vì trời ơi, nó khổ cái tại lúc này mình mua bán đất quá đó con. Dạ. Con lột ra cho mẹ. À, đây là một túi hài thật, là một túi hài giả. Con ơi, mình đổ ra đi con. Dạ. Trời ơi, đổ vậy đó. Con đổ thành một đống vậy cho má. Đó. Đến chi vậy má? Để cho con lựa chứ không chơi. Con ngồi con phân loại giùm má nè. Con thương má, con muốn trả ơn cho má. Con phân loại cái nào ấy, thật qua một bên, giả qua một bên, thật qua một bên, giả qua một bên nha con. Má ơi, cái công chuyện này khó lắm, con không có làm được đâu má ơi. Con như vậy là con trách má khó, con trách má ác. Con xin lỗi con, cái chuyện ngày xưa tắm cám cái bà gì ghẻ đó là tập trước là bà ác hơn má nhiều. Bà trộn gì con, đậu nành rồi cái gì đậu gì ơi, dạ, đủ các loại đậu. Dạ. Dạ thóc má. Trời ơi, cái con tắm kia hả, nó lựa gần chết luôn à. Má bây giờ tập nhì là má đỡ ác hơn nó rồi đó con. Nhưng mà cái chuyện này khó khăn lắm. Tại vì con không biết đâu là hàng thật, đâu là hàng giả hết. Thì làm sao con có thể lựa ra cho má được? Ôi con. Dạ. Con hãy giúp chị một tay. Dạ. Và một chân. Dạ. Con trộm, con hòa hai cái thứ này thành một đống thối nát cho nó lựa giùm má. Dạ con. Một tay và một chân. Em ơi, em ơi, em ơi, khó khăn lắm em mà, chị không có làm được đâu em à. Chị ơi, khó mới nhờ chị, còn dễ em làm bà đó rồi. Đi con ơi, mình lỡ mang tiếng ăn chơi rồi, mình lỡ mang tiếng làm tiếng làm nhát rồi, để chị con nó hưởng đi, mấy cái tốt thì con đi con đẹp. Dạ, em cảm ơn. Em cảm ơn. Mất không ơi, mất không ơi, ra làm chơi. Dạ. Oh, dạ thật. Dạ thật đi. Ủa, ông Bụt biến chưa? Dạ thật. Không được ông Bụt ơi. Có khi nào cái câu thần chú nó không còn linh ứng nữa không? Sao lại không linh ứng? Chứ tại sao lại như vậy thưa ông Bụt? À, ta biết rồi. Dạ sao vậy ông Bụt? Đây là giày giả mà nó làm tinh vi quá, cho nên tới độ pháp thuật cũng không thể nào phân biệt được giày nào giày giả, giày nào giày thật. Vậy thì làm sao đây? Con phải làm sao để được đi chơi đây ông Bụt ơi? Có một cách. Dạ cách gì thưa ông Bụt? Còn một cách thôi, chỉ dạ, còn một cách duy nhất thôi. Dạ cách gì ạ? Con sẽ làm được. Dạ cách gì ạ? Con ráng lựa coi cái nào giả nào thật thôi. Là con tự thân vận động á hả? Ừ. Con tự phân biệt á hả? Ừ. Con không có làm được ông Bụt ơi. Dạ con đâu có làm được đâu, cái này nó quá siêu rồi mà. Trời ơi chết rồi, đến thần thánh cũng phải bó tay cái chuyện hàng thật hàng giả nữa. Như vậy là công tử ơi, mình đành lỗi hẹn với nhau rồi.
có một chiều chiều sương như thế, nắng ngập tràn hồn anh ngất ngay mùa xuân. Tình xuân có bao giờ chân trời như thế, như mắt em lần đầu gặp anh có bao giờ. Trời ơi, ca muốn chết luôn mà không cười, lo dòm hài hoài. Cái bài này hay lắm mà tự nhiên người ca cái ta ghét bài này luôn. Cái hoàng thượng ca cái gì kỳ cục vậy, ta đang buồn muốn chết mà ca bởi vậy mà. Bởi vậy thần mới làm cái gì cho hoàng thượng vui, ngày xuân đến rồi mà ngồi cứ nhìn đôi hài hoài. Con chiếc một phải đôi đó thì mình không nói, chiếc một thì dính liếm gì đâu. Nào vui nổi, nhà ngươi có tìm nàng cho ta chưa, ta nhớ nàng lắm mà. Nát hết trơn rồi, không thấy ai đâu. Thông báo rồi dán poster đầy cục đèn hết, không thấy ai lại thử hết trơn á. Mà cái cũng tại hoàng thượng không hà. Sao tại ta? Hoàng thượng á ra cái gì? Cái tiệm của nàng đâu, tiệm vàng nàng đâu, sao ông không tới tiệm đó? Quy hoạch hết rồi. Hả? Quy hoạch hết, đâu còn nhà cửa nào đó đâu. Giải tỏa hết rồi sao? Thì cũng tại hoàng thượng ra thông báo giải tỏa hết để làm tàu gì đó, tàu điện ngầm gì đó. Giải tỏa như vậy mới chừa cái nhà nàng ra chứ. Chừa làm gì đó? Người ta làm tàu điện ngầm mới đi hết chứ còn chừa là để con cục đó để làm gì? Tôi nhớ nàng lắm rồi, tôi chịu không nổi rồi, làm ơn tìm nàng giùm ta đi mà. Có tìm, đi kiếm hết, cho quân sĩ đi kiếm hết các quận luôn mà không thấy. Điện thoại nàng thử coi. Có điện thoại mà điện thoại bên kia không có nghe, có lâu lâu có một tiếng trả lời mà không phải nàng. Trả lời sao? Thuê ba quý khách đang nằm ngoài vùng phủ sống. Ai vậy? Bà nội của anh Tâm á. Tại sao trong điện thoại của nàng mà có ai trả lời trong đó? Ai biết, bởi vậy điện hoài có câu đó nói hoài mệt quá cúp luôn rồi. Thôi bây giờ ta chán lắm rồi, bây giờ dẹp cái trò thứ hai này đi, ta không muốn thấy nữa. Cái đó càng chết nữa hoàng thượng. Tại sao chết? Trời ơi, hoàng thượng nó ra thông báo rồi, hoàng thượng lấy lại rồi người ta dị nghị làm sao? Không được đâu, mình lỡ thông báo rồi mình phải thi thôi hoàng thượng à. Kệ, hên xui đi. Tại ngươi cứ chụp hình bằng mắt, bây giờ trong mắt ra trong đầu ta lúc nào cũng... Lên phố hài quân chống kêu đợi kéo quân đi chi. Lên đồng ở đây làm chi vậy? Cho tôi thử hài. Hả? Dạ. Trời ơi, thử hài mà làm hết không? Thử hài hả? Mấy dạ. Mốt thử hài thì phải nhỏ nhẹ rồi có thứ tự vô ào ào rồi ca cái gì đâu có làm hết hồn à. Ai thử? Em trước nói sao? Ai? Má. Con trước má sao đi? Má trước con sao đời má. Má không còn dài, đời của con còn dài lắm. Nhưng mà con còn trẻ mà má. Má già rồi má mới làm trước. Hồi đó ai đẻ trước bằng má? Tao đẻ tao rồi tao mới đẻ mày, đứa nào ra trước? Câm miệng, đây là triều đình chứ không phải cái chợ. Em biết rồi, em xin lỗi tại quái nhân, em. Quái nhân, ủa không cố nhân. Dẹp, dẹp cái trò thứ hai này đi mà. Quen trời lắm, quen mới lắm. Mới vô kêu dẹp. Quen. Đâu, ai, ai thử hài? Em. Chứ em thử trước. Khai em thử trước. Danh tánh, khai em, danh tánh đàng hoàng rồi bước vô. Em mệt lắm chứ em. Một thử. Người thôi, một người, chỉ có một chiếc thôi. Xin mời. Dạ, cảm ơn. Cái gì hả? Ngâm người, ngâm người nhìn nhau. Bụi người nhìn nhau. Trời ơi, con, để hội ý chút. Trời ơi, ôi má ơi. Con nhớ hai thằng cha này không? Con nhớ. Trời ơi, bây giờ con phục má chưa? Phục má. Má ra trước con cho nên má nhìn thấy trước con. Vậy bây giờ má cho con thử trước nha. Dám đâu con. Nhìn ra hai người này không? Nhìn ra không? Nhớ không? Đúng rồi. Nói nặng nói nhẹ hoàng thượng đó. Nhớ rồi. Hai người này bán dài nữa mà. Chính xác. Bà không với lại cô Cam nữa mà. Bà đó. Còn cô Tâm đâu? Hả?
đi buổi đời rồi, chỉ theo ai rồi. Vậy giờ sao Hoàng Phượng ấy? Hãy ngồi yên đó để Hà Thần tính nha. Dẹp dẹp không cho thử, nếu mà bà thấy thử vừa thì ta phải làm như thế nào? Nếu bà thử chiếc hài này vừa, bà lấy em. Hả? Đừng lo, để em tính. Mời vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Dạ. Đây là giày thiệt nha. Dạ. Chứ không phải cửa hàng giày giả nha. Dạ. Ừ, cẩn thận nha. Em không có điểm tựa, xin cho em miếng điểm tựa được không? Rửa chân chưa vậy? Rửa chân chưa? Em rửa nhiều lần như vậy đi đường xa. Ngon quá. Đưa vô lẹ đi. Trời ơi. Cái gì vậy? Nó không có vô. Lẹ rồi. Không có dừa mà nông nông cái gì. Chân voi chứ chân người gì mà bự dữ vậy. Trời ơi con kìa. May mắn cho ta. Không dừa hả má? Không dừa, hên quá. Không dừa, may mắn cho ta. Nó nhỏ xíu rồi. Không may mắn ra, không dừa. Con mừng quá má ơi, con mừng quá má. Không dừa má dạt qua bên đi má ơi. Kết quả người đàn bà mặc đồ đỏ nó bị loại. Đây, người phụ nữ thứ hai, xin mời. Em ăn dừa rồi, từ từ mới dừa. Sao rồi con? Cái chân như chân voi làm sao mà dừa được mà. Con sao? Má phụ con, má phụ con. Đưa đây, đưa đây. Đẩy vô. Một, hai, ba, má gì xuống bánh. Một, đẩy vô má. Vô. Chạy được má. Chạy được nó vô. Má. Vô. Bánh bây giờ đừng có thử nữa. Má ơi, dừa rồi. Hả? Trời ơi, ta xuống cái chất lượng ghê luôn. Má ơi. Ai nói dừa? Ai nói dừa? Đưa đây. Đưa đây ta kiểm. Ông kiểm tra lại coi. Đưa đi coi. Dài mà có số. Đừng có nói ai muốn mang là mang. Hả? Đưa đi coi. Chuẩn bị. Chuẩn bị làm đám cưới đi. Dừa. Không. Dừa. Không, ta chỉ ta bày ra cái trò này để ta tìm được nàng Tâm, chứ không phải là ta cưới. Nhưng mà Hoàng thượng nó ban ra rồi. Được. Ai thử dừa là Hoàng thượng lấy người đó làm vợ mà. Đúng, đúng rồi. Chấp, chấp giờ phải lấy em thôi. Đúng rồi, Hoàng thượng. Lo, 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 lo. Chiều mai bắt đầu cử hành hôn lễ. Lo, 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 lo. Cho tôi vô. Chưa, ai nữa? Cho tôi hết vô. Hết giờ. Ai vậy? Tôi không thử hài. Tôi tìm người thân. Tôi tìm má và em của tôi. Thôi dạ. Hơi quen quá, hơi quen quá. Chào rồi. Đâu? Má ơi, má đâu rồi? Em ơi, em đâu rồi? Trời ơi, chẳng lẽ nào tôi lại tiếp tục mồ côi sao? Ôi, tại sao cuộc đời của tôi nhiều ngang trái như thế? Thân tôi làm sao mà chịu nổi? Má ơi má, em cao. Chị Tâm. Không, mà đừng có gọi em là em Cam nữa. Bây giờ em là hoàng hậu rồi. Em là hoàng hậu rồi hả? Chúc mừng em nha em Cam. Chị, hôm nay em và má lạ quá, chị nhìn không ra. Thì cả chị. Ôi, má tên là Không mà mặc áo đỏ. Em tên là Cam mà mặc áo vàng. Ôi, thật là ngộ nghĩnh quá. Dạ. Má ơi má. Đừng, đừng gọi ta bằng má, bởi vì sao? Bởi vì bây giờ ta là mẹ của Dương rồi. Chúc mừng má, mặc dù má cười không có nội tâm gì hết. Má ơi, nguy cấp lắm rồi má ơi. Nguy cấp cái gì? Cấp má cái đầu ngươi, bước ra đây. Bước ra đây cho ta hỏi chút xíu coi. Dạ. Ê, tôi nhớ là tôi trộn 500 đôi giày giả. Ha, à, khoảng 5 đôi giày thật. Nó tầm lính á, chứ nó như một đống rác xà bần á. Có ngồi mà tới mấy ngàn ngày sao cũng không làm được. Tại sao vậy? Xong chưa mà bị đặt bò trường tới đây? Tại sao? Đi vô đây làm cái giống gì? Má ơi, con tìm ra được đôi giày thật rồi má. À, 5 đôi giày thật con tìm ra được rồi. Con tìm ra được rồi. Dạ. Sao cái gì lạ à? Dạ. Cả đời má mua bán gian lận má còn chưa tìm được. Con mới vô nghề chưa được có bao nhiêu ngày mà con tìm được à? Ta dễ không tin lắm, má ơi. Ta không tin. Dễ lắm má à. Tại vì á, những cái đôi giày giả đó mình chỉ cần ngâm nước thôi, nó sẽ nở tại le chắc lét ra hết. Dạ, xin chào công tử. Cho nên á, con dễ dàng tìm được 5 đôi giày thật. Má ơi,
má về nhà lẹ lên đi. Bây giờ nhà mình nguy cấp lắm rồi má à. Nguy cấp hả? Dạ. Nguy cấp thì sao nói rõ coi. Người ta phát hiện ra là mình bán đồ gian đồ giả, cho nên là người ta niêm phong cái cửa hàng của mình rồi. Quản lý thị trường niêm phong rồi má ơi. Chưa hết đâu nha. Những người mà mua giày của mình á, người nào mà mua đôi giày giả, khi người ta bị lỡ chân, người ta bị loét chân, có một người bị hoại tử chân rồi đó má. Vẫn chưa hết đâu má à. Ngày hôm kia có một cô gái xinh đẹp, con của một xã hội đen có tiếng ở khu vực mình ở, cô ta mang đôi giày của mình vô, đang đi trên con đường làng thì đột nhiên đôi giày không lý do gì hết bung đường chỉ, nó đứt nó rách, cô ta té lăn 80 vòng trên con đường đê. Thì đột nhiên một chiếc xe bò chạy ngang qua cán đôi chân ngọc ngà của ta, thế là cô ta đã bị tàn phế. Người nhà kéo đến làm sùm khu vực mình ở. Má ơi con sợ quá, má về má xử lý đi má ơi. Trời má ơi, con còn đủ bình tĩnh kể vậy má thấy con đâu có sợ, nhưng yên tâm đi, ta sẽ mượn thượng phương bảo kiếp của vua, ta tàn sát hết nguyên cái lũ đó. Bởi vì một khi ta đã làm đồ giả thì ta đâu có từ bất cứ một cái thủ đoạn ác độc nào mà con đến con kể chị cho nó thừa. Nhưng mà ở khu vực mình ở đó, những người đó hung dữ lắm. Hung dữ bằng má con mình à. Đó đó. Nè Tâm. Đó đó. Nè công tử. Đúng rồi ta nè, ta tìm nàng bấy lâu nay, bây giờ gặp được nàng rồi, quan thế giám ơi. Giờ mấy cộng tóc thử ADN nó nha. Công tử và công của dễ tử hai người thật ra là hoàng thượng và thái giám à. Chính ta đây là hoàng thượng. Ai dám coi thường, ai dám đưa giày giả cho hoàng thượng ăn đâu. Hoàng thượng, hoàng thượng ơi, tại sao người lại giả dạng để di hành đến khu vực của tiền thiếp ở ạ? Nàng Tâm. Dạ. Tại vì ta đi kiểm tra công trình, rồi sẵn ta mất giày ta mới gặp được nàng. Bao nhiêu lâu nay nhung nhớ nhớ tới nàng, bây giờ gặp được nàng ta mừng quá. Quan thái giám cho nàng thứ hai. Ê, đâu có được hoàng thượng. Em bây giờ em đã mang vừa chiếc hài rồi, em phải là vợ của hoàng thượng mới được chứ. Được. Tại sao hoàng thượng lại từ chối như vậy? Được. Nếu mà hoàng thượng từ chối như vậy, được, em sẽ la lên cho cả nước biết là hoàng thượng mất uy tín, ráng chịu đó. Bớ, 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 bớ. Cầm lại. Đau quá. Cầm liền. Ta là vua, ta có quyền. Ta bày ra cái trò thứ hai để ta tìm nàng Tâm của ta, chứ phải tìm hai bà khùng. Ta... Nhưng hoàng thượng, ý ông như thế nào? Nhưng mà hoàng thượng đã ban cái luật như vậy rồi thì hoàng thượng làm sao lấy lại được? Đúng. Bây giờ tìm cách phủ ta có... Hả? Còn một chiếc giày của nàng đâu nàng Tâm? Dạ, dạ thưa hoàng thượng, tất cả là do hoàng thượng mà chúng ta ra nông nổi ngày hôm nay. Tại đó. Tại sao do ta? Tại vì hoàng thượng đã ban chiếu chỉ xuống là phải thay đổi, phải cải cách bộ mặt của đất nước, cho nên là hoàng thượng cho xây cái ga điện ngầm ở khu vực mà của tiện thiếp ở. Thế là mẹ con tiện thiếp phải dời qua chỗ khác để sinh sống, rồi mất liên lạc luôn, rồi cả điện thoại của thiếp á, mẹ của thiếp cũng giữ luôn, không có gọi điện thoại cho hoàng thượng được gì hết à. Rồi chiếc hài của nàng đâu? Dạ. Hài nàng còn một chiếc mà. Dạ, mẹ thiếp cũng giữ luôn rồi. Sao đồ của người ta cái gì bà cũng giữ hết vậy? Ủa, để nó làm gì? Nhưng mà tại sao cái chiếc giày này mà bên kia mang vừa? Tại sao vậy? Tại sao? Đơn giản thôi, hai mẹ con nông vô lúc nó rộng nó vừa. Đừng nói hàng giả nha. Bây giờ muốn so cho đúng bằng chân, hãy có chiếc thứ hai. Phải có chiếc thứ hai. Hai chiếc mới lấy được hoàng thượng. Nhưng mà... Lúc mới rồi. Chiếc kia mất rồi thì làm sao? Một chiếc không lấy được, một chiếc lấy tôi. Hai chiếc lấy hoàng thượng, ai mang? Đúng rồi, đúng rồi. Ông Bụt, chỉ có ông Bụt mới có thể giúp được con thôi. Nhưng mà tại sao con đã gửi iMessage rồi mà tại sao ông Bụt vẫn chưa xuất hiện? Ông Bụt có nhận được iMessage của con không? Ông Bụt, ông... Dạ, 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 trời ơi, con nhắn tin với người nhắn liên tục vậy? Từ từ chứ sao nhắn liên tục, làm sao chịu nổi? Rung hoài kiểu này làm sao chịu nổi? Đi đâu vậy? Ông đi đâu vậy? Bạch Cốt Tinh? Ông phải Bạch Cốt Tinh. Chà, ông là ai? Ông Bụt ơi, ông giúp đỡ giùm cho con đi. Giúp chuyện gì nữa? Bây giờ con khổ lắm. Bây giờ chiếc hài còn lại của con đã bị mất luôn rồi ông Bụt à. Chiếc hài còn lại của con hả? Hai mẹ con bà này chuyên bán hàng gian hàng giả. Sao? Cho nên người ta lại niêm phong nhà cửa của bà. Cho nên ta đến á,
lấy được đôi giày đó rồi. Còn chiếc ông giữ được à? Đúng. Hay quá ông Bụt, hay quá. Ra là ông ăn cắp giày hả? Đâu biên chiếc hài đâu để có mặt để làm bằng chứng. Đâu có Bụt. Chiếc hài đâu? Đưa đây, đây, đây. Hai chiếc, ai mang vừa hai chiếc mới là hoàng hậu. Biến chiếc kia ra đi. Lấy ra. Biến. Biến rồi. Ta biến rồi. Chiếc kia đâu? Nằm trong bụng người á. Đó. À. Thầy Giám, vô chân luôn hay sao rồi, nó ra ủng mà. Thầy Giám. À, trời, trời tôi chút. Thầy Giám đi đâu? Đâu? À, trời ơi, đâu? Đau bụng. Lấy người rồi nha. Để lên. Ngon. Đó, cái này đó. Ai biết vô vậy? Ai giỡn kỳ kỳ á? À đó. Chiếc này của ai? Ủa? Chiếc giày còn lại của nàng Tâm đây rồi. Có dấu không? Đúng rồi, đúng, đúng rồi. Đúng rồi, có dấu đây. Này con, đúng có rồi. Dấu là cái con dấu này bữa hôm nay đóng mã đóng nè. Đúng rồi, đúng rồi. Chiếc này là của cô Tâm, chính xác. Quá. Đây, bây giờ mời người thứ hai mang đôi giày này. Nếu vừa một cặp, người đó sẽ là hoàng hậu. Quá. Là vợ vua, khỏi rửa, khỏi chùi. Nghèo cho sạch, đất cho thôn. Không cần sạch đâu. Mang đi. Đúng rồi, cặp chân này, đôi giày này là người của hoàng thượng trông chờ. Dạ, con cảm ơn ông Bụt rất là nhiều. Còn hai mẹ con kia, quỳ xuống. Quỳ. Đau cái giò quá chung, ngon thẹp. Tội của hai người rất nặng. Dám làm hàng giả để gạt người tiêu dùng. Dạ. Ta giam hai nhà ngươi lại và bắt hai nhà ngươi ngồi để phân biệt được hài thật và hài giả. Chừng nào phân biệt được ta sẽ tha ra. Còn không phân biệt được, ta sẽ đài cho hai ngươi làm công việc ấy suốt đời.